xin chào các bạn nha. Hôm nay mình làm một món bánh lọt để mình uống trong cái mùa hè nóng nực này nè các bạn. Rất là dễ làm luôn. Ở đây thì mình chuẩn bị là 200g bột năng. Và mình chuẩn bị là 100g bột gạo nha các bạn. Và mình chuẩn bị ở đây thì một muỗng dầu ăn và một chút xíu muối. Và nước lá dứa ở đây thì mình lấy 100g nước lá dứa, mình xay ra mình lấy 600ml nước các bạn, cho cái màu xanh đẹp của cái màu bánh lọt đó. Và mình chuẩn bị một cái khuôn để mình ép ra. Các bạn không có cái khuôn này thì các bạn có thể làm lấy cái giá có cái lỗ như thế này, các bạn nhấn xuống đó. Bây giờ tiến hành mình làm cho các bạn cùng xem cái món bánh lọt nó như thế nào nha các bạn. Và các bạn làm bánh lọt này được dai và ngon thì các bạn nên chuẩn bị thêm một thao nước đá nha các bạn. Công đoạn cuối cùng của mình là cần một thao nước đá. Bây giờ tiếp theo thì mình sẽ làm cho các bạn cùng xem nha. Giờ lá dứa thì mình sẽ cắt 100g lá dứa vô 600ml nước nha các bạn. Đó, mình cắt nhỏ nhỏ vô cái cối cho mình dễ quay. Các bạn nhớ là 100g lá dứa và các bạn sẽ lấy 600ml nước lọc với các bạn sẽ xay ra nha các bạn. Đó, mình sẽ làm rất là nhanh cho các bạn xem. Lá dứa thì các bạn sẽ lấy ra rất là thơm nha. Bây giờ mình sẽ quay. Rồi tiếp theo thì mình sẽ bỏ 100g bột gạo vào trước. Và các bạn sẽ bỏ cái nước lá dứa tiếp theo. Các bạn để chung luôn luôn. Rồi các bạn quậy trên bếp cho nó tan ra. Các bạn hơi bật lửa lên. Các bạn sẽ quậy trước cho nó tan đều cái phần bột mình ra. Đó, các bạn thấy màu lá dứa lên rất là đẹp ha. Xong rồi các bạn sẽ cho 1/3 cái muỗng muối vào đây. Và các bạn sẽ cho thêm một muỗng canh dầu vào. Cho cái bánh lọt của mình nó được bóng và nó được đẹp nha các bạn. Rồi bây giờ bột nó tan ra thì các bạn sẽ bật lửa lên. Lúc đầu thì các bạn sẽ bật lửa lớn cho nó sôi lên nha. Rồi chút xíu mình sẽ hạ lửa xuống nhỏ xuống cho bột được từ từ lật lại. Đó, khi các bạn quậy lên thì nó đã nóng lên như thế này, nó đập lại thì các bạn sẽ hạ lửa xuống, lửa nhỏ rồi các bạn sẽ thấy đều cho nó tan và nó mịn cái phần bột gạo này với lá dứa nha các bạn. Đó, bây giờ thì mình chịu khó mình quậy cho nó đều và nó mịn lên. Công đoạn này thì hơi cực một chút xíu nha các bạn, nhưng mà cái bánh của mình ra nó được ngon và nó dai. Bạn thấy không, hoàn toàn là cái màu của lá dứa không, nó ra màu xanh rất là đẹp luôn. Đó, mình đánh cho nó sền sệt như thế này. Đánh này hơi mỏi tay nha các bạn. Đánh cho nó mịn ra, nó sền sệt. Các bạn nhớ là mình dặn lửa nhỏ nha các bạn ơi. Đánh nó mịn hết trơn rồi nè các bạn, rất là mịn ha. Rồi mình sẽ tắt lửa, mình sẽ bỏ cái phần bột năng vào đây, các bạn sẽ đánh chung với cái này. Bây giờ mình lấy bột gạo này giống như mình đang lấy chùm đó các bạn, đó lấy chùm cho cái bánh có nó được ngon và nó dai á. Đó, xong bây giờ bột mình cũng quậy nó cũng đang tan hết rồi nè. Bây giờ mình sẽ tắt lửa nha, rồi mình sẽ cho bột năng vào đây, mình sẽ đánh trên cái độ nóng vẫn còn ở trong cái bếp như thế này nè. Đó, trong cái lượng bột này thì nó còn độ nóng đó, mình bỏ bột năng vô từ từ rồi mình sẽ đánh. Đó, các bạn sẽ cho cái bột năng vào đây, mình quậy, mình tắt lửa và mình sẽ quậy. Đó, các bạn sẽ đánh từ từ cho nó đều cái phần bột gạo bột năng nó vào đây nha các bạn. Bột như thế này nè, mà các bạn nhớ là mình đánh cho nó mịn. Đó, mình chịu khó công đoạn này mình quậy, mình đánh cho nó mịn lên.
cái bột mình khi làm ra cái món bánh lọt đó, nó sẽ được dai, sẽ ngon nha các bạn. Đó, các bạn thấy không, bây giờ xong bột mình, bột của mình làm xong, bây giờ nó đã mịn như thế này nè. Bây giờ mình sẽ bỏ vào cái khuôn, hoặc các bạn có cái rá đó, các bạn sẽ bỏ vào cái lỗ, các bạn ém xuống, hoặc các bạn có cái bàn chà, các bạn chà cái phần bột này xuống là được một món bánh lọt ngon á các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ vào cái khuôn á, mình bắt nồi nước nóng lên, mình sẽ bỏ vào khuôn rồi mình sẽ ép ra nha các bạn. Đó, bột như vậy là được rồi nè. Bây giờ cái khuôn của mình như thế này thì các bạn sẽ múc cái phần bột này nè, các bạn sẽ cho vào cái khuôn mà mình sẽ ép ra cái phần bánh lọt nha các bạn. Đó, mình sẽ lấy một cục á, mình sẽ bỏ vào cái khuôn như thế này. Rồi mình dùng cái lực á, mình sẽ ép xuống. Đó, các bạn sẽ cho vào khuôn tùy theo cái lỗ lớn nhỏ các bạn thích, cỡ cầm to thì các bạn sẽ to vào ha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt lên cái nồi của mình. Xong rồi nè các bạn. Mình chuẩn bị một cái nồi nước nóng á, thì mình cho bột nó chín á, thì các bạn sẽ bỏ vào cái khuôn, các bạn sẽ ép xuống, nó sẽ xuống nè các bạn. Con bánh lọt của mình rất là dài luôn các bạn ơi. Đó các bạn, khi mình bỏ vào nước á, thì nó gặp cái lỗ nóng á, thì nó sẽ chín và nó nổi trên mặt như thế này. Thì các bạn sẽ cho nó sôi lên một chút xíu rồi mình sẽ vớt ra một cái thau nước lạnh, rồi mình sẽ bỏ vào nước đá sau nha các bạn. Đó, đây là nước nóng, xong mình sang qua một thau nước lạnh rồi mình sẽ bỏ nước đá vô. Đó, các bạn thấy màu bánh lọt rất là đẹp không, rất là ngon luôn. Rồi bây giờ thì cái bột này nó đã chín ha các bạn. Mình sẽ vớt cái phần mình nặng trước nè. Bây giờ mình sẽ vớt ra rồi mình sẽ cho vào cái thau nước lạnh. Đó, như vậy khi gặp nhiệt độ nóng chuyển sang lạnh thì cái bánh lọt của mình nó sẽ được dai nha các bạn ơi. Rất là dai luôn nha. Tiếp tục thì mình cũng làm như vậy nè các bạn. Bỏ vào cái khuôn á, các bạn sẽ ém nó xuống thì nó sẽ chảy dài nó xuống như thế này nè các bạn. Đó. Rồi xong mình phải nhẹ nhẹ cho nó tắt đều ra những cái cọng sợi nè các bạn. Đó, các bạn thấy ngon không? Rồi các bạn cứ tiếp tục làm như vậy cho hết cái lượng bột của mình làm ra nha các bạn. Đó, khi mà nó chưa chín thì nó còn chìm như thế này, rồi khi mà chín thì nó sẽ nổi lên, mình sẽ vớt ra. Bánh lọt sau khi mình đã ngâm trong nước lạnh rồi, bây giờ thì các bạn mình sẽ vớt ra, mình ngâm ở trong thau nước đá này các bạn. Nó như vậy cái bánh mình nó sẽ có độ dai hơn nha các bạn. Bánh lọt thì các bạn nhớ là mình làm ở trong nước đá ngâm như thế này nè, khi mình ăn thì mình múc ra cái bánh mình nó rất là dai và ngon lắm. Đó, cái màu xanh của thiên nhiên của lá dứa luôn đó các bạn. Đó. Như vậy xong rồi các bạn thắng nước cốt đó, các bạn có xương sa hạt lựu hay gì đó thì các bạn để vào, các bạn ăn chung với bánh lọt rất là ngon luôn. Khi mà trời nắng nó nóng được như thế này nè, các bạn dùng một ít bánh lọt, các bạn uống với xương sa rồi đó, rất là mát luôn nha các bạn. Đó. Thì các bạn ngâm trong nước đá như nè, các bạn ra chợ thường người ta bán, người ta cũng ngâm nước đá như thế này nè. Khi các bạn uống thì người ta sử dụng cái vợt, người ta cũng vớt lên như vậy, người ta cho vào ly nước đá và thêm nước cốt dừa vào. Rồi các bạn thấy video mình chia sẻ cách làm bánh lọt hay á, thì các bạn cho mình xin một like và nhấn nút đăng ký giúp mình nha. Video mình đến đây cũng xin kết thúc, cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi mình cái món bánh lọt nha các bạn. Rồi video mình đến đây cũng xin kết thúc, cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi video mình cái món bánh lọt nha các bạn. Hẹn các bạn lại video sau, thân ái chào các bạn.